Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Các nghị sĩ Philippines kêu gọi chính phủ nước này yêu cầu Mỹ trả phí cho việc Washington hiện diện quân sự trên lãnh thổ quốc gia Đông Nam Á. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương yêu cầu Mỹ dừng can thiệp vào công việc nội bộ và gây hại cho an ninh của Trung Quốc. COEX ký hợp đồng trị giá 367 triệu đô la Mỹ mua UCAV Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 14 tháng 6 đã công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của nước này và cam kết chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Sau đây là nội dung chi tiết. South China Morning Post đưa tin, các nhà lập pháp Philippines đã thúc đẩy chính quyền nước này sửa đổi hai hiệp ước quốc phòng với Mỹ để đồng minh an ninh lâu năm phải trả phí sử dụng các căn cứ quân sự của Manila. Khoản tiền này được đề xuất tài trợ cho quỹ hưu trí của lực lượng vũ trang đang đối mặt với khó khăn về tài chính. Thượng nghị sĩ Francis Escudero cho biết ông ủng hộ đề xuất của nhà lập pháp Ronald de la Rosa nhằm để quân đội Mỹ trả tiền cho sự hiện diện quân sự tại quốc gia Đông Nam Á. Ông Escudero, một luật sư cho biết, Mỹ thường trả tiền cho các nước họ đặt căn cứ để trang trải chi phí xây dựng, duy trì các địa điểm và trả tiền thuê hoặc các khoản bồi thường tài chính khác cho nước chủ nhà. Các thỏa thuận này thường được thiết lập thông qua các kênh ngoại giao chính thức và có thể được sửa đổi hoặc đàm phán lại theo thời gian, ông nói thêm. Hồi tháng 4, Philippines đã công bố vị trí của 4 căn cứ quân sự khác mà nước này cho phép quân đội Mỹ sử dụng ngoài 5 căn cứ đã thỏa thuận theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường EDCA năm 2014. Trong các căn cứ này, có căn cứ nằm gần eo biển Đài Loan và Biển Đông. Nghị sĩ De La Rosa cuối tuần trước cho rằng Mỹ dường như không trả bất cứ khoản tiền nào và kêu gọi chính phủ Philippines nên thu phí từ Washington để bù đắp cho chương trình hưu trí của lực lượng vũ trang. Trước đó, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. từng cảnh báo quỹ này có thể cạn kiệt trong 6 năm tới nếu không tự duy trì được. Chúng ta cần phải đề nghị Mỹ trả phí. Họ sử dụng đất của chúng ta nhưng không trả bất cứ khoản nào, ông nói, cho rằng không có sự có đi có lại trong quan hệ Philippines-Mỹ và mô tả liên minh này là một chiều có lợi cho Washington. Mỹ chưa bình luận về nhận định và đề xuất từ các nghị sĩ Philippines. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương yêu cầu Mỹ dừng can thiệp vào công việc nội bộ và gây hại cho an ninh của Trung Quốc. Cuộc trao đổi căng thẳng diễn ra ngay trước khi ông Blinken có chuyến thăm Bắc Kinh. Ông Tần nói với người đồng cấp Mỹ rằng Washington cần tôn trọng những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc như vấn đề Đài Loan, để có thể cứu vãn quan hệ ngày càng suy giảm giữa hai siêu cường, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Ông Blinken nhấn mạnh sự cần thiết phải trao đổi để tránh tính toán sai lầm và xung đột, cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nêu những vấn đề quan ngại, nhưng cũng sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thông cáo về cuộc điện đàm. Nếu chuyến thăm của ông Blinken diễn ra, đó sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu Washington trong 5 năm, đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất của chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bối cảnh hai bên liên tục căng thẳng vì hàng loạt vấn đề. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa ra thông cáo về chuyến thăm của ông Blinken. Tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6. Hồi tháng 2, ông Blinken hủy chuyến thăm Bắc Kinh sau khi xảy ra vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc nghi do thám. Các chuyến thăm của quan chức Mỹ đến đảo Đài Loan càng khiến quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thêm căng thẳng. Từ đầu năm đến nay, quan hệ Trung Mỹ gặp phải những khó khăn và thử thách mới, và trách nhiệm đã rõ ràng, ông Tần nói với ông Blinken. Ngoại trưởng Trung Quốc nhắc nhở Mỹ dừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, dừng gây hại cho chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển của Trung Quốc dưới danh nghĩa cạnh tranh, ông Tần nói. COEX ký hợp đồng trị giá 367 triệu đô la Mỹ mua UCAV Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Baykar sẽ bán cho COEX loại máy bay chiến đấu không người lái, UCAV Bayraktar TB2. Loại UCAV này đã phá kỷ lục bay liên tục trong 27 giờ 3 phút trong điều kiện địa lý và khí hậu khắc nghiệt như bão cát và nhiệt độ cao, với hiệu quả đã được chứng minh qua thực chiến trong các cuộc xung đột ở Syria và Ukraine. COEX là quốc gia thứ 28 ký hợp đồng mua UCAV Bayraktar TB2 của Ankara sau các cuộc đàm phán kéo dài từ năm 2019. Kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, chế tạo máy bay không người lái, UAV và UCAV vào năm 2003 tới nay, 75% tổng doanh thu của nhà sản xuất vũ khí hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Baykar đến từ việc xuất khẩu mặt hàng này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 14 tháng 6 đã công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của nước này và cam kết chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Reuters đưa tin, tham dự lễ công bố ngoài Thủ tướng Scholz còn có Ngoại trưởng Annalena Baerbock, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius. Chiến lược vạch ra những chính sách đối ngoại và an ninh chặt chẽ hơn để tăng cường khả năng phòng thủ, chống chịu và thích ứng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Chiến lược an ninh quốc gia của Đức dài 76 trang, đưa ra các hướng dẫn với mục đích tăng cường an ninh của nước Đức trước các mối đe dọa, với những định hướng ứng phó các thách thức an ninh.
Ý tưởng cơ bản của chiến lược là lần đầu tiên tính đến tất cả các mối đe dọa bên trong và bên ngoài đối với an ninh của nước Đức. Ngoài đe dọa quân sự, còn có các cuộc tấn công mạng. Các cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và biến đổi khí hậu. Theo Thủ tướng So, Đức cam kết chi 2% GDP cho lĩnh vực quốc phòng ở mức trung bình trong giai đoạn nhiều năm. Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner nhấn mạnh, Đức chỉ có thể đạt chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP từ năm 2024 với các quỹ đặc biệt, nếu không sẽ cần đến các khoản tiết kiệm lớn hoặc tăng thuế. Cũng theo ông So, chiến lược an ninh quốc gia tuân theo nguyên tắc an ninh tích hợp, trong đó không chỉ liên quan tới vấn đề quốc phòng mà cả về ngoại giao, phát triển và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.